Hello, xin chào các thầy cô. Chào mừng các thầy cô quay trở lại với dự án đầu tiên của cộng đồng dạy và học bằng cả trái tim, Teaching and Learning by Heart. Cái dự án này mình lập ra thì cũng nằm trong cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái việc sống sao cho nó có ý nghĩa hơn và dạy học sao cho nó thực tế hơn. Thì đương nhiên các bạn cũng biết rằng là mình đã có rất là nhiều những cái dự án trước đó về học STEM, về học phát triển năng lực, về việc mà thực hiện các cái dự án cộng đồng và thực hiện các cái buổi cà phê để mà hướng dẫn học sinh về kỹ năng hướng nghiệp, về kỹ năng xây dựng mục tiêu sống và rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì mình nhận thấy rằng là theo thời gian thì cả những cái điều ở xung quanh chúng ta đều thay đổi và từ tháng 6 năm 2024 trở đi thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái ảnh hưởng của bão mặt trời, ảnh hưởng của bão điện từ, những cái thay đổi về tâm lý xã hội và những thay đổi về chính trị, cũng như là các cái sự thay đổi về cái cách để chúng ta sẽ sống và làm việc sao cho nó thuận thiên, nó sẽ ổn định và bền vững hơn. Cho nên là mình bắt đầu sẽ tiến hành dự án này vào trong ngày hôm nay. Thì một lát nữa chúng ta sẽ có thông báo khởi động dự án và mình cũng gọi dự án của chúng ta đấy là cùng nhau xây dựng giấc mơ sống xanh và bền vững. Let's build together our dreams green and sustainable life. Theo như là quan điểm của tớ thì một lần đến nhân gian thì chúng ta sẽ cần phải sống một đời rực rỡ. Thực ra thì đã lâu lắm rồi mình không nhận thấy được rằng là những gì mình làm ở trước đó nó thực sự là nó có giá trị. Cho nên là khi xây dựng cộng đồng học và dạy ở trái tim thì mình cũng tiến hành rất là nhiều những dự án cộng đồng. Mà trong các dự án đó mình mong muốn là những bài dạy của thầy cô ở lớp có thể tích hợp được với những kiến thức ở trong đời sống thực và làm sao để có thể chuẩn bị cho những cái thay đổi sắp tới ở trong cái thập kỷ sắp tới. Và các bạn cũng đã biết rằng là khoảng năm 2030 thì chúng ta sẽ có một lần thay sách mới hoàn toàn nữa. Và mình nghĩ rằng là để chuẩn bị cho cái việc đó thì hiện tại chúng ta sẽ học những cái bài tập toán và khoa học thực tế ở trên các cái dự án thực tế. Nó là một cái việc rất là quan trọng. Vậy thì nhân cái việc là sắp tới hè rồi. Và trong khoảng thời gian này thì cùng với học sinh xây dựng các cái mô hình, các cái trang trại trong mơ của các bạn ở khắp các cái khu vực có khí hậu khác nhau, có địa hình khác nhau, từ đồng bằng đến đồi đến núi, và làm sao để hướng học sinh đến cái việc là các con sẽ có cái kiến thức nền, con có cái động lực, các con có được cái bài học từ những dân tộc khác ở trên thế giới, họ đang không ngừng nỗ lực thay đổi cái điều kiện sống, làm cho môi trường xanh và sạch hơn, làm cho thức ăn của mình sạch hơn, làm cho cái việc phát triển hài hòa với các sinh vật khác trong các cái mô hình phát triển nông nghiệp bền vững thực sự mà không phụ thuộc vào phân bón thuốc trừ sâu, cũng như là gia tăng cái mực nước ngầm, làm sao để cái hệ sinh thái và các cái môi trường sống, các cái vùng đất bị thoái hóa hoặc là những vùng đất mà không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nữa thì được quay trở về với cái vốn có ban đầu của nó và hỗ trợ cho mẹ thiên nhiên để mẹ thiên nhiên có thể sẽ phục hồi lại tốt hơn, và điều này nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, nền kinh tế của chúng ta phát triển bền vững hơn và phù hợp với cái quy luật nhân quả và luật vũ trụ hơn. Thì để làm việc đó thì mình đã chuẩn bị cho chúng ta cái nội dung mà các bạn cần chuẩn bị trước khi đến lớp. Mà mình muốn rằng là trong ngày hôm nay các bạn nên dành thời gian để tự chuẩn bị cho mình cái phần hoạt động chuẩn bị trước khi đến lớp này. Thì đây là hoạt động cá nhân và vào lớp thì chúng ta sẽ thảo luận. Hoạt động cá nhân này gồm có tất cả là 9 video. Các bạn nhìn thấy 10 video. Các bạn nhìn thấy thì thấy có vẻ nhiều nhưng mà mỗi video này chỉ vài phút thôi. Và đây là những video mà nó nằm trong cái hành trình mà năm ngoái mình đi học ở tất cả các mô hình ở trên trái đất, bởi vì mình rất là băn khoăn và mình thấy trước được cái việc hạn hán nó sẽ xảy ra dài hơn. Rồi thiếu nước tưới nó sẽ xảy ra ngày càng nặng nề hơn, rồi diện tích rừng bị mất đi ngày càng nhiều hơn, và quá trình phục hồi trở lại đòi hỏi có kiến thức, đòi hỏi có cái tâm huyết, đòi hỏi có cái tầm nhìn. Thì để làm được cái việc đó, mình nghĩ rằng thầy cô giáo trong quá trình mà chúng ta đưa vào trong các bài học thì chúng ta sẽ tích hợp vào các dự án của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ truyền cho học sinh cái động lực là
Các con hãy lên những kế hoạch để mà các con sẽ quy hoạch lại cái khu vực mình ở, quy hoạch lại địa phương mình ở, quy hoạch lại cái vườn của nhà mình nếu có, hoặc thậm chí nếu mà không có vườn thì chúng ta có thể quy hoạch cái phần rooftop, tức là nóc nhà, hoặc là trường học, hoặc là cộng đồng sống xung quanh như thế nào để có thể trở thành những cái thành phố, đô thị hoặc là vùng nông thôn được phát triển bền vững, để mực nước ngầm tăng lên, để có thể cùng nhau xây dựng lại và sửa lại tất cả những gì mà đã sai và chúng ta đã làm chưa tốt trong khoảng thời gian một thập kỷ trở lại đây, một thế kỷ trở lại đây, 100 năm trở lại đây. Và mình nghĩ rằng là giáo dục là vũ khí duy nhất để thay đổi thế giới, cho nên là trước tất cả những cái gì mà chúng ta đã ra, chúng ta sẽ không thể chối bỏ rằng chúng ta có trách nhiệm ở trong đó. Và vì vậy thì đây là thời điểm mà mình nghĩ rằng ai trong chúng ta ngồi ở đây cũng sẽ mong muốn chính bản thân mình sẽ cùng với học sinh của mình kiến tạo lại địa phương của mình bằng kiến thức mà ta dạy trong nhà trường, từ các môn toán, môn khoa học, môn kinh tế gia đình, môn giáo dục về kinh tế địa phương, môn kỹ năng sống, môn địa và công nghệ, rồi đạo đức và tất cả những môn khác, anh văn cũng được nữa. Thì để mà chúng ta có được một cái nhìn giống như nhau, và đồng thời chúng ta sẽ có thể được truyền cảm hứng, thì cái hệ thống bài tập ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi. Mình có các cái khung này thì các bạn chỉ cần là làm cho mình như sau. Khi các bạn bấm vào đường link này, đường link này là mình đã để ở trên trên Facebook này nha. Các bạn bấm vào cái đường link này thì nó sẽ kết nối các bạn đến cái file này. Khi mà đến file này thì các bạn sẽ làm cho mình cái việc đó là nhấn Ctrl A đi, Ctrl A để copy, và sau đó thì mình nhấn Ctrl C hoặc là mình chuột phải mình copy cũng được, sao chép. Sau đó thì mình sẽ nhấn cái dấu tạo, đây nó có cái dấu cộng này, trang tính mới này, thì các bạn sẽ tạo cái trang của bạn bằng cách bấm vào cái dấu đấy. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đổi tên. Các bạn sẽ đổi tên cái trang này thành tên của bạn, ví dụ như ở đây mình đổi là Hoàng Thị Hiền. Rồi đơn vị công tác chẳng hạn như là ở Sơn La chẳng hạn. Ví dụ như vậy, và trường của các bạn có thể là trường Hoàng Văn Thụ chẳng hạn. Rồi, bởi vì đây là cái viết tắt Hoàng Văn Thụ cũng được. Đây là cái online các bạn, cho nên là các bạn khi các bạn tạo ra thì các bạn đi vào sau thì sẽ tạo ra ở phía sau, các bạn cứ kéo cái thanh này này. Mình kéo cái thanh này, nó có cái thanh đây nha. Bạn cứ kéo cái thanh này để các bạn tìm cho được cái dấu cộng này, sau đó thì các bạn sẽ mở một cái trang mới, xong các bạn điền lên. Mình đừng có điền vào cái của người khác. Sau khi mà mình điền xong thì mình sẽ Ctrl V để mình dán lại toàn bộ cái mà mình đã copy ra đây. Thì lúc này cái này đã bị thu nhỏ chẳng hạn, nó không còn cái kích thước như kia, thì mình cứ mình mở ra cho nó rộng ra để cho mình thoải mái, mình điền cho nó thoải mái kiểu vậy. Thì mình hiệu chỉnh sơ sơ cái này và mình đã làm sẵn rồi thì các bạn chỉ cần hiệu chỉnh thôi. Đó, làm sao để các bạn cảm thấy rằng là mình kéo xuống mình điền nó dễ nhất. Kiểu vậy. Mình hiệu chỉnh một chút để cho cái ví dụ như chỗ này nó thụt được xuống đây, cho nên nó làm cho cái đó rất rộng thì mình chỉnh lại cho nó ngắn như vậy đó, mình điều chỉnh nó lại sơ sơ thì mình sẽ có các cái video. Lần lượt các bạn sẽ copy các cái video này nhé, các bạn sẽ xem. Ví dụ đây Ctrl C để mình copy, hoặc là mình nhấn chuột phải để copy, xong rồi mình dán cái video ra ngoài đây. Thì cái video này là mình đã làm và đã But I dịch cho really các want to leave. bạn từ tiếng Anh sang tiếng Việt rồi, nên là các bạn chỉ cần bấm để xem, và để các bạn có thể xem được cả hai cái cho nó dễ, vừa xem vừa điền, thì các bạn nên mở cái này ở đây, xong rồi các bạn sẽ thu nhỏ ra. Mình có cái dấu thu nhỏ ở đây nè các bạn, mình có cái dấu hai cửa sổ đây, mình bấm thu nhỏ, sau đó thì mình sẽ kéo cái này nó bé bé lại để ở bên đây. Xong mình lại mở tiếp một cửa sổ khác các bạn. Thì mình dán cái link YouTube đó ở một cái cửa sổ trình duyệt khác. Xong mình cũng thu nhỏ. What I really want to leave you guys with, the first thing is the new water paradigm. Why that's something that's important, how it can benefit you directly and your children. The second thing is the old water paradigm. How that put us into the situation that we're in, climate Rồi change, sau đó extreme thì chúng climate, ta sẽ vừa drought, xem. fire, and flood.
And then the third piece is water and how it's Earth's blood. And if you want to understand nature and water, just draw that analogy between yourself, your own body, and the Earth as its own living body. And you can really begin. Rồi và các bạn cảm thấy mình thích rồi thì mình sẽ dừng vào đây để ghi. Còn nếu không á, thì các bạn sẽ ngồi xem một lượt và bạn ghi chép những cái câu này ra vở. Xong rồi sau đấy thì bạn sẽ đánh câu trả lời vào đây thì các bạn dùng cách nào cũng được hết. Giờ trong cả hai cách đó. Và sau khi mà các bạn làm xong thì cái này nó sẽ tự lưu ở trên này. Cho nên là khi mà chúng ta đi vào học á, thì cái này nó có sẵn ở trên này rồi và các bạn sẽ dùng nó để thảo luận nhóm. Để các bạn sẽ trả lời trong các cái phần mà chia sẻ ở trên Zoom. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở trên Zoom vào lúc 8 giờ tối nay và mình sẽ gửi sẵn cái đường link Zoom và mình sẽ mở phòng Zoom vào lúc 7:50 để chúng ta sẽ gặp nhau trước nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã nghe cái thông điệp và chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp các bạn vào tối nay. Và trong tối nay thì nội dung mà chúng ta sẽ học nó sẽ gồm có tất cả những cái nội dung mà chúng ta sẽ thấy nó ở đây, gồm có quy trình thực hiện của cái dự án này, rồi cách chúng ta sẽ xây dựng phát triển các kỹ năng khai thác và sử dụng tài liệu học tập và công nghệ thông tin để phục vụ cho dự án. Sẽ có rất nhiều những cái công nghệ mới mà các bạn sẽ được học. Thực ra không phải là mới lắm, nhưng mà được học và khai thác nó một cách hiệu quả nhất. Để hướng dẫn lại cho học sinh, chúng ta sẽ tiếp cận các nguồn tài liệu hướng dẫn chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững và thuận thiên của Tổ chức Nông lương Thế giới FAO, hay còn gọi là FAO. Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới qua Google Earth và YouTube để tham gia học tập từ các mô hình thành công và bền vững của rất là nhiều những cái nhà sáng lập các cái phong trào sản xuất nông nghiệp xanh ở trên thế giới, và chúng ta sẽ đến đó coi trực tiếp ở trên cái mô hình của họ, để sau đó chúng ta sẽ cùng với học sinh quy hoạch và làm giống vậy ở các cái bài kế tiếp. Chúng ta sẽ học kỹ năng dịch thuật và biên tập tài liệu thành tiếng Việt để mà chúng ta sẽ dịch các cái tài liệu có sẵn của FAO, nhằm giúp cho học sinh mình sau này cũng có thể làm được như vậy, và học sinh của chúng ta sau này sẽ trở thành những nông dân hoặc là những nhà làm kinh tế, những nhà làm kinh tế nông nghiệp, những nhà làm kinh tế tuần hoàn, thì các con cũng sẽ sử dụng các tài liệu đó và các con có khả năng tra cứu sử dụng thêm những cái tài liệu bằng những nhóm từ khóa khác. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và phân tích các chủ đề đơn môn và liên môn mà trong môn học của các bạn và trong các môn học liên quan nha, ở trường của các bạn có thể cùng nhau thực hiện được theo các khối dạy và đề xuất các dự án phù hợp theo đặc trưng của địa hình và khí hậu của địa phương. Để chuẩn bị được cho cái phần này thật là tốt thì các bạn sẽ cần làm cái bài tập này nhé. Và mình nghĩ rằng là cái bài tập này đó là tất cả những cái tâm huyết và những cái điều mà mình tin rằng tất cả các bạn ở đây chúng ta đều muốn con của mình, gia đình mình, những người thương yêu của mình, học sinh của mình sẽ cùng nhau xây dựng để chúng ta để lại những cái di sản là những cái gì đáng hồi lại cho môi trường sống và cho chính chúng ta trong tương lai. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui.